tới biên giới Luxembourg, rồi chút đó qua biên giới luôn. Đó, đây trên con đường qua phong tre đó nha bà con, qua biên giới của Luxembourg đó nha. Đó đây là cái bảng nè, đó đây cái bảng phong tre đó. Bảng này lăn chạy chậm, chạy chậm, xe chạy chậm, chưa đâu chưa tới. Luxembourg đó, đây là qua Luxembourg rồi đó, đây là mình qua Luxembourg rồi nha bà con, đó, đây là qua đó các bạn nó khác nhau thấy không, đó, đường lớn của Luxembourg đó. Còn qua bên đây là, qua bên này là xe chạy là thôi, khỏi cần VTEC nữa nha quý vị, khỏi cần cái số đó nha, muốn chạy bao nhiêu là chạy đó nha. Qua internet không được. Và con chèo ở đây cúp. Qua ở đây hết. Qua qua phong tre nó mình hết trên bên cái vị trí à? Thì giờ qua qua đây không được. Trojé phải phải. Trojé Trojé nó cách nó không được. Nó cách đây nó được. Không được. Qua nó biết được không? Không có gì được. Đây là không được, qua đây không được. Rồi phải sợ khỏi nhà. Rồi khỏi nhà. Không có gì được. Như đây yếu là người gây yếu ha. Luxembourg nha bà con nha. Thấy cảnh Luxembourg không? Giống như bên Pháp không? Qua đây là xe dữ lắm nha bà con nha. Qua đây là xe nó chạy thôi, khỏi cần nói luôn đó. Có VTEC cho 160, 170 về cứ việc chạy thoải mái. Ừ, vậy thấy xe chạy không? Bên đó nó xuống, bên này xuống, hàng nào nấy chạy 150, 140, 160, 170 không á. Xăng rẻ lắm, có một đồng 13,
Một đồng 13 là Gaizon. Rồi bên nào cạc bên nào ấy nha. Cái này kết nè. Cạc mà. Cái này cạc xin lâm ăn. Cạc không à? Cái này cạc không không? À, còn này là mình đổ tôi kết được không? Bên đúng này phải không? Grab đó, đúng rồi. Phải không nha? Đúng rồi. Đó, cắt á. Cắt là tức là trả tiền mặt. Đông quá ha? Quá trời. Bạn thấy đông không? Tại đây nó rẻ, mấy người Tây hôm qua họ đổ bên này nè. Tại xăng đây nó rẻ lắm. Thử nó đông quá đông. Mình tắt đường thôi, tắt đường mình ráp được. Vì tắt ráp thôi chứ nhờ. Tại đây đông quá. Nhưng mà bây giờ mình coi đường của mình coi như... Cái chạy từ từ đi, nó có chỉ mà nó để. Đó, trước cái đó để nhà ga đây là mét nè, đây nè đó ga đây ga đó đây nè ga nó về tao bật bên trái quỳ quỳ chớp nó về tao trái ui mà mấy cái đèo đẹp quá không khi ta rồi sao còn ha ui nãy tại sao nó tắt vậy ta không hiểu không nó cúp kỳ á chắc nó đúng bạc 5 phút. À, đúng 5 phút. Chắc đúng 5 phút của nó. Ừ, 5 phút của nó cúp. Kỳ. Kỳ vậy. Lạ luôn. Chắc cho 5 phút thôi. Quẹo đây thẳng luôn ta. Đi không đó, quẹo qua đây nè. Đi theo đó đó, theo xe này, xe trước nè. Có quẹo đây không? Ờ đó. Phải không? Này nãy chỉ quẹo quá, đúng rồi. Không thấy đi mét. Này nãy chỉ quẹo mà, kẹo quẹo đó đi. Không, chắc thẳng là kia luôn ha. Thử ra. Chứ không phải đây đâu. Thử ra. Nó chưa chỉ mình quẹo mà. Dạ, nãy là thấy nó quẹo trái đó. Nè, này xăng nè. Cái này xăng nè. Không, xăng rồi. Nãy cái đó nó quẹo đó đó. Hình như vậy. Thấy không? Đúng rồi. Nãy kỹ quẹo trái trái đó. Giờ tôi quay lại đi. Đồ ở bên này không có... Nãy để quẹo đó. Quẹo trái trái này không nhảm cái xăng. Để quẹo đó. Để quẹo mét đó, chị trái trái đó. Nãy. Quay. Lên kia có ba nô bản trên kia đó. Thôi, thử ra. Đây, hồi nào không bao giờ chạy vô đây chứ á. Ừ, vậy mình coi theo cái bảng thôi để mét với năng si đó. Rồi này nè. Chân trước nó có bảng. Trên cái bảng đằng trước rồi. Coi nó có đường quẹo lại đây nè. Quay hôm trước rồi mình phê bê tua lại đây. Đây coi có không? Không có. Không có. Không quẹo lại. Đúng rồi. Không có. Nãy là để đó, quẹo lên trái. Không có, mình phải quẹo lại rồi. Đi coi trước đi coi. Đây coi có không vậy? Nè nè, mét nè, đó cái dưới trước là mét nè, đúng rồi. Đâu? Đó mét đó. Đâu có. Đó có đó. Đằng trước xanh là mét kìa, quay đằng trước mét kìa. Đâu mà kìa đi. Chạy theo đó đi. Chạy theo đó luôn. Kỳ ha, nãy là để quẹo, quẹo. Quay hồi nãy để đúng mà, nó chỉ mua tên quẹo. Chúng ta quẹo kia kìa. Kêu đó. Kêu gì nữa vậy sao? Biết rồi, tôi biết đó rồi. Cách. Alo. Alo. Chứ bà quay giám giải rồi. Xem nó coi rồi được rồi. Bà quay với 1080 cũng được. Quay đúng rồi, được rồi. Quay ok. Rồi. Giống như hồi nãy hoặc 1080 thì về thử đây. Okay. Quay. Rồi ok. Quay. Ok. Với bạn. Quy. Alo. Quy. Bà coi sau khi mà coi cái 1080 coi bao nhiêu space có 60W cho 120W gì không? 60 ha. Để 60 được rồi. Như 1080 á, nếu mà quay với 1080 coi có 120 FPS không? Để coi 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 lại coi. Yeah. Ok. Ok, quay. Thường thường quay 60 okay. Đủ rồi. 120 mạnh quá. Vậy rồi qua đây có internet nha. Ừ, nó mình nói được nè. Được chứ. Không phải internet mà này được. Nó dù được chứ nếu không được là mình không nói được ra đâu. Không, cái này là telephone thôi, chứ không có internet. Của Hải á. Hải không có để ra internet. Chạy Hải. Chưa? Mình chạy chưa? À, là chạy nè. Về đây nè. Thì ta qua đây đường bên này. Sửa ra.
kiến là dòm thấy không rõ nữa, nó kiến này tối dòm thấy nó mờ thấy rõ. Sao đổi vậy khác? Mình hãy quên tính không có đi tối đó. Chứ đi tối phải lấy mắt kiến kia đi. Đeo mắt kiến này. À, giờ gần tới về rồi đó, tới 5 phút rồi. Giờ sắp sửa gần hết video. Thì chào các bạn nha, hẹn gặp lại. Đổ xăng. Đó, bây giờ vô đổ xăng, chỗ này xăng rẻ lắm. Có 1 đồng 13. 1 đồng 13 là gazon. Coi bên nào cạc, bên nào ấy nha. Cái này cạc nè. Cái này này cạc xin lắm ăn. Cạc không à? Cái này cạc không không? Ở bên này là mình đổ tôi két được không? Bên này không? Đó, đúng rồi. Phải không nha? Đúng rồi. Đó, cạc đó. Cách là tức là tiền mặt. Đông quá hả? Quá trời. Bạn thấy đông rồi không? Tại đây nó rẻ, mấy người Tây hôm qua họ đổ bên đây nè. Tại xăng đây nó rẻ lắm. Thử nó đông quá đông. Mình tắt được không ta? Tắt được rồi mình ráp được. Vì vậy tắt ráp thôi chứ nhờ. Tại đây đông quá. Nhưng mà bây giờ mình coi đường của mình coi như... Cái chạy từ đi, nó có chỉ mà nó để. Đó, trước nó để. Để nhà ga. Đây là mét nè, đây nè. Đó, ga, đây nè. Đó. Đây nè. Đây nè. Ga nó quẹt ra mặt bên trái. Quẹt chút nó quẹt ra trái. Ui, mấy cái đèn nó đẹp quá không? Ừ. Khi ta. Rồi sao không ha? Ừ. Ủa nãy tại sao nó tắt vậy ta? Không hiểu không, nó cúp à. Kỳ á. Chắc nó đúng 5 phút. À. Đúng 5 phút. Chắc đúng 5 phút của nó. Ừ, đúng 5 phút của nó cúp. Kỳ. Kỳ á. Chắc nó cho 5 phút thôi. Quẹo đây là thẳng luôn ta? Đi không, đi qua đây nè. Đi theo đó đó. Đúng. Xe này, xe trước nè. Quẹo đây không? À đó. Phải không? Này đãi chỉ quẹo quá, đúng rồi. Không thấy đi mét. Thì nãy chỉ quẹo mà, kẹo quẹo đó đi. Không, chắc thẳng là kia luôn á. Thử ra. Chứ phải đây đâu. Thử ra. Nó chưa chỉ mình quẹo mà. Dạ, nãy là thấy để quẹo trái trái đó. Nè, này xăng nè. Cái này xăng nè. Không, xăng rồi. Nãy cái đó nó quẹo đó đó. Như vậy. Thấy không? Đúng rồi, nãy chỉ quẹo trái trái đó. Giờ tôi quay về đi. Đồ quẹo bên này không có... Nãy để quẹo đó. Quẹo trái trái này nhảm nhá xăng. Để quẹo đó. Để quẹo mét đó, chỉ trái trái đó. Nãy. Lên kia có pano bảng trên kia đâu. Ok, thử ra. Ở đây, hồi nào không bao giờ chạy vô đây chứ. Ừ, vậy mình coi theo cái bảng thôi, để mét với năng si đó. Đây này nè, chân trước nó có bảng. Trên bảng đằng trước coi. Coi nó có đường quẹo lại đây này. Quay hôm trước rồi mình phim đi tour lại đây. Đây coi có không? Không có. Không quẹo lại. Đúng rồi. Nãy nó để đó, quẹo lên trái. Không có, mình phải quẹo lại rồi. Để coi trước đây coi. Đây coi có không vậy? Nè nè, mét nè, đó phía trước là mét nè, đúng rồi. Đâu? Đó mét đó. Đâu có? Đó có đó. Đằng xanh trước xanh là mét kìa, quay đằng trước mét. Đâu mà kệ đó đi. Chạy theo đó luôn. Kỳ ha, nãy nó để quẹo quẹo. Quay nãy để đúng mà nó chỉ mũi tên quẹo. Giống là quẹo kia kìa. Kêu đó. Kêu gì nữa vậy sao? Biết rồi, tôi biết đó rồi. Đang... Cách... Hello. Yeah. Chứ bà quay giống nhảy rồi. Chúng ta coi rồi được rồi. Bà quay với 1080 cũng được. Quay đúng rồi, được rồi. Quay ok. Right. Giống như hồi nãy hoặc 1080 thì về thử anh. Okay. Quay. Rồi ok. Quay. Ok. Chứ bà Quê. Alo. Bà coi sau khi mà coi chi 1080 á, coi bao nhiêu space có 60 quạt cho trong 20 quạt gì á? 60 hả? Để 60 được rồi. Như 1080 á, nếu mà quay dưới 1080 coi có trong 20 fps không? Để coi. Dạ. Ok. Quay. Thường thường quay 60 đủ rồi. 120 mạnh quá. Ừ.
Vậy rồi qua đây có internet nha. Ừ, nó mình nói được nè. Được chứ. Không phải internet mà nơi này được. Nó dù được chứ nếu không được là mình không có nói được ra đâu. Không, này là telephone thôi, chứ không có internet. Của Hải á. Hải không có để ra internet. Chạy chưa? Mình chạy chưa? À, là chạy nè. Về đây nè. Thì ta qua đây đường bên này. Thấy không rõ nữa, cái kiến này tối rồi thấy nó mờ không thấy rõ. Sao đổi cái khác? Hồi nãy quên tính không có đi tối đó. Chứ đi tối phải lấy mắt kiến kia đi. Đeo mắt kiến này. Bây giờ gần tới về đó, tới gần tới đây 5 phút rồi. Bây giờ sắp sửa gần hết video. Thì chào các bạn nha, hẹn gặp lại.